Dạ, alo em nghe. Dạ dạ em chuẩn bị xong hết rồi. Vậy chiều nay mình gặp nhau rồi em đưa tiền cho anh luôn. Dạ dạ dạ. Đói bụng quá ta. Sẽ kiếm gì ăn cái đó. Cái thằng bé này nhiều tiền dữ vậy nè, chưa tới 20 tuổi mà nó có gần cả tỷ đồng. Ủa con? Dạ, dạ chị. Dạ 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 con xin lỗi chị. Con hơi bày bừa quá. Dạ không, để con làm xong rồi lát rồi. Thoải mái đi con, con cứ làm đi. Dạ. Trời ơi thương ghê chưa, đang làm công chuyện mà đói bụng vậy đó hả? Dạ. Mà nó nghe nè, dạ. Không phải là gì xen vào chuyện của con, nhưng mà dì muốn hỏi thăm vì chứ dì mới thấy á. Dạ. Vô tình dì thấy là sao con có cái sổ tiết kiệm tiền nhiều quá vậy hả? Dạ tiền này á hả là tiền của ba con gửi cho con, mỗi lần mà ba gửi á mẹ đều hả gửi vô tài khoản tiết kiệm cho con hết á. Ba gửi chứ con? Dạ gửi rồi mẹ không bỏ vô tài khoản tiết kiệm. Dạ đúng rồi dì. Một số tiền lớn như vậy chắc là có nghĩa là mỗi tháng ba gửi cho con nhiều lắm phải không? Dạ. À, ba gửi cho con từ hồi là hả con học cấp 2 á. Ờ à, vậy hả? Dạ. Công nhận nha, mẹ con thiệt là khéo léo á, cho nên bây giờ mới cho con được một cái cục tiền giá trị như thế này. Dạ. Dì biết không, từ lúc á mẹ con phát hiện ra bệnh ung thư á, nên á mẹ con bảo con là phải chuẩn bị tinh thần với lại chuẩn bị tiền nữa. À hả mẹ con sợ con quên nên đánh máy á gửi vào file cho con. Mẹ con tính như vậy á là mẹ con khéo đó, lo cho con đó. Nhưng mà tính ra thì chắc ba con cũng gửi nhiều ha. Dạ đúng rồi dì, gửi nhiều lắm á. Hôm hồi đó hả con thấy hả mẹ có cả sắp giấy hả tiền của ba gửi nữa. Vậy đó hả? Dạ. Trời ơi ông này hay vậy ta. Nhưng mà bây giờ con định cái số tiền giá trị này con làm cái gì đây? Dạ tại á có người gọi điện thoại cho con nói hả là đầu tư vào bất động sản đi, cái đó dễ sinh lời lắm, nên hả con hẹn với người ta chiều nay gặp rồi con giao tiền luôn nè. Mà cái người đó con có quen hay không? Dạ không, người ta gọi cho con à. Với lại người ta nói là tiền để không uổng phí lắm, nên là hả con đầu tư với người ta luôn. Đúng rồi, người ta nói câu đó là bình thường thôi, còn nào là đủ kiểu ngon ngọt, uống dẻo miệng như là dụ dỗ mình á. Thật quá ra là họ lừa gạt hết các con ơi. Họ nói như vậy á để con đầu tư vốn vô, nhưng mà thậm chí là có công ty đàng hoàng có số điện thoại đưa cho con nha, mà tới nơi giờ công ty đi, điện thoại tắt nguồn, không liên lạc được. Lúc đó không biết tìm tung tích của họ ở đâu luôn. Trời ghê vậy luôn hả dì? Đó. Dì tính ra là họ là lừa gạt hết hả dì? Dì nói là lừa gạt hết. Như nè dì cũng làm bất động sản nên dì rành ba cái chuyện đó lắm. Ồ, dì cũng làm bất động sản nữa hả? Thì dì cũng hay đi mua bán hỏi han mấy cái dự án này dự án nọ. Cho nên vốn liếng là phải đâu đó đàng hoàng, phải ký hợp đồng hẳn thôi, phải tin tưởng nhau mới làm. Chứ còn người ta nói miệng không sao con tin. Ồ vậy thôi dì cho con hùng với dì đi. Rồi có gì hả chị cứ kê ra rồi gì tính cho con. Đúng rồi, rõ ràng á là khi mà con á mà muốn á đầu tư vô cái số tiền này nè thì gì là sẽ chỉ dẫn cho con. Rõ ràng nha, phải có hợp đồng đàng hoàng, ký đàng hoàng, sổ sách đàng hoàng, tin tưởng hơn chứ còn người ta chỉ có giới thiệu lên thôi sao được con. Dạ đúng rồi, dù gì mình người nhà vẫn hơn. Vậy con giao cho dì đi, rồi có gì hả dì giúp cho con vụ này nha. Yên tâm đi, để dì lo cho. Dạ, con cảm ơn dì. Không có khả năng thì có gì ăn đó nghe con nghe, chịu khó nghe. Sổ tiết kiệm mình cũng có luôn, thôi ăn vậy đi mình. Chuyện gì? Em nói đi, em đi trong nhà không à? Ủa chị trong nhà chứ không lẽ em đi ra đường em la làng lên được. Tại vì chẳng qua em giác cái cục tức nặng dai quá à, chịu không có nổi. Bây giờ anh muốn biết chuyện gì? À, em nói cụ thể đi. Tự nhiên em làm như vậy nè nè, ảnh hưởng tất cả tụi nó nữa. Em làm như vậy mà theo đúng như người ta nói á là đang bạo hành gia đình đó. Em bảo anh
trời ơi, sao oan ức dữ vậy? Em đi nấu cơm. Trời, để em lấy cơm ra nha. Em dọn cơm đàng hoàng tử tế để cho cả nhà ăn mà Kim đi bạo hành. Anh nói gì đâu có được, các con có thấy mẹ bạo hành không? Dạ có. Giờ mẹ đánh con cũng nói nữa. Con á, con thấy mẹ mà cho gia đình ăn cái kiểu này á, là chắc chắn là ba là phải có cái chuyện gì lớn lắm. Nhưng mà cái chuyện mà để mà gia đình mình ăn eo hẹp như vậy chắc chắn là liên quan tới chuyện tiền bạc. Mà mấy cái chuyện này á, con nghĩ ba mẹ nên đóng cửa lại, nói chuyện riêng với nhau. Tụi con á, đâu có biết cái gì đâu, tự nhiên lôi tụi con vô làm chi. Cái người mà không đáng nghe cái chuyện gia đình mình á, đó là Phi Lân. Mà may quá nó đi cả ngày nay nó không có quay về. Thôi thì các con nghe được rồi. À, thằng Tôm nữa chứ. Thằng Tôm nó bận việc, nó về không kịp. Thôi thì bây giờ có cái gì á, con cứ kể lại cho Tôm nghe hết nha. Nghe con. Mẹ, nếu mà là chuyện Phi Lân á, con cũng không có hứng thú để nghe. Không mấy mẹ muốn kể ai kể. Con lên phòng. Ngồi xuống. Mẹ, thật ra chuyện của Phi Lân thì con cũng có quan tâm. Nhưng mà con còn nhỏ, mấy cái chuyện này con sợ qua tầm suy nghĩ của con. Đúng rồi, mày là chị của Phi Lân đó. Qua tầm suy nghĩ gì, chịu khó mà nghĩ đi con. Nha. Đúng mình. Dạ. Hồi nãy á, anh Tơ Minh có gọi con, quên mất luôn á. Anh gọi anh nói con chạy ra rước ảnh, tại xe ảnh bị cái gì đó. Con phải đi rước ảnh liền nha mẹ. Ngồi xuống. Nó là chồng của con, nó tự xoay sở được, xe gì kệ nó, đi bộ về. Ở đây có chuyện gì á, nghe hết về kể lại cho nó nghe, hiểu chưa? Ý của mẹ muốn như vậy thì thôi mấy đứa ở lại đi. Bây giờ chuyện cụ thể thì sao, em nói đi. Đây nè. Nè, coi đi, sổ tiết kiệm của tụi con 900 triệu đồng. Bao nhiêu năm qua mẹ cứ nghĩ rằng á, là ba hứa với mẹ là ba giữ lời. Ai ngờ đâu ba cung cấp tiền cho mẹ con của Phi Lân. Trong đó có sổ tiết kiệm. Gửi mỗi một tháng như vậy là bao nhiêu, rồi mỗi một năm bao nhiêu, lên đến con số 900 triệu. Ủa thì con thấy ba giúp đỡ mẹ con Phi Lân như vậy là một cái điều tốt mà mẹ. Dạ. À nhưng mà ba giúp đỡ mà không có hỏi ý kiến của mẹ là cũng không có tốt lắm. Anh nghĩ tại sao mẹ của Phi Lân lại làm cái chuyện này? Hay là cô ta muốn tạo dựng hình ảnh một người cha tốt trước mặt Phi Lân? Tại sao lại không biết cái chuyện này? Nếu mà biết sớm thì anh sẽ... Sẽ sao? Hả? Cái vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, các con hiểu không? Mà vấn đề ở đây là mẹ bị tổn thương. Bao nhiêu năm qua ba con đã làm chuyện trái lương tâm mình rồi, mà bây giờ ba còn lập quỹ đen, ba gửi cho mẹ con của Phi Lân như vậy, thì ba có coi mẹ ra gì nữa không chứ? Mẹ bình tĩnh đi mẹ. Có gì mẹ nghe ba giải thích cơ, lý do là như thế nào. Chắc là phải có lý do gì đó chứ. Ba nói đi, ba giải thích cho mẹ nghe đi ba. Thôi đi, con biết nịnh quá ha. Con dâu mà, cứ mình chầm chập ba mình là sao? Ba chồng chứ không phải ba ruột. Tôi là người khổ này, tôi cũng là phận đàn bà giống mấy người đây nè. Dạ. Thì mẹ cũng là mẹ chồng chứ phải mẹ ruột đâu. Thật ra nếu đúng anh là người chuyển tiền như Phi Lân thì anh cũng đâu có làm sai đâu em. Đúng rồi đó mẹ. Bởi vì anh làm như vậy là vì danh nghĩa anh là ba ruột của ông Phi Lân mà. À, anh nói cái kiểu đó nghĩa là anh muốn qua mặt tôi dèo dèo chứ gì. Tôi không biết, rồi anh lập cái quỹ đen, anh gom hết tiền của để anh gửi cho mẹ con nó. Không phải chỉ chừng ấy năm đâu, mà từ lúc nó còn đỏ hỏn chứ gì. Anh đã gom hết tất cả tiền bạc cho mẹ con nó coi, tôi không ra gì chứ gì, đúng không? Mẹ, làm gì đụng vô người ta vậy? Xích ra, xích ra, xích ra đi, không có cần bóp gì hết trơn á, xích ra. Ở dưới có con cái, giận như đó đủ rồi. Con đi là phòng riêng của vợ chồng mà. Vợ anh nhức mỏi thì anh massage có gì đâu. Đâu có gì đâu à. Nhưng mà tôi nói rồi là tôi không thích, tôi không cần. Thì đừng có đụng vô người tôi. Với lại tôi có tay có chân, tôi tự làm được. Tôi mỏi chỗ nào thì tôi bóp. Tôi tự hiểu cái cơ thể tôi. Để anh chị biết không, sau này có một mình tôi đó, tôi tự lo thân tôi được. Chứ không là nguy hiểm.
Thì em nói gì nói anh cũng chịu hết đó. Anh sai thì anh chịu. Mà nói thiệt với em á, trong cuộc đời của anh yêu đúng con mình em thôi. Trời ơi, nổi da gà luôn. Sao cái em nghĩ sao mà yêu mình tôi? Chung thủy đợi chờ yêu mình tôi hả? Anh nghe nói lại đi. Anh là người đàn ông á, một lòng hai dạ, chỉ có tôi là chung tình thôi ha. Nhức quá. Cả tuần nay đã bị chặt cái cổ không ngủ nghe gì nữa hết á. Đau quá. Em anh bị chặt quá sao không đi làm được. Em giúp chứ giùm anh chỗ này tí. Ủa, có liên quan gì hả? Ủa, tự đau thì tự làm đi. Để sau này á, có một mình á là không có khổ. Bây giờ đến lượt tôi xử anh nè.